Đội tuyển Việt Nam đã giành quyền vào chung kết AFF Cup 2022 sau chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Indonesia ở trận bán kết lượt về diễn ra ngày 9 tháng 1 năm 2023. Đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở chung kết là đội thắng trong cặp bán kết còn lại diễn ra ngày 10 tháng 1 giữa Thái Lan với Malaysia. Dự kiến đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục đá lượt đi của trận chung kết vào lúc 19h30 phút ngày 13 tháng 1 trên sân nhà Mỹ Đình tại Hà Nội. Theo tìm hiểu, vé xem trận chung kết được bán trực tuyến trên ứng dụng VinID từ 10 giờ sáng 10 tháng 1 với 4 mệnh giá là 1 triệu đồng, 800.000 đồng, 600.000 đồng, 400.000 đồng. Vé được thông báo sẽ bán đến 23 giờ 59 phút ngày 10 tháng 1 hoặc đến khi hết vé. Tuy nhiên, đến đầu giờ chiều 10 tháng 1, ứng dụng đã cập nhật thông báo hết vé. Điều này chứng tỏ sức hút của trận chung kết này hấp dẫn thế nào đối với người hâm mộ bóng đá tại Việt Nam. Hành trình ấn tượng tại AFF Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam hứa hẹn sẽ bùng nổ với sự cổ vũ của đông đảo khán giả tại sân Mỹ Đình trong trận chung kết ngày 13 tháng 1 năm 2023.